Trung tâm Hiền Miêu xin kính chào khán giả. Video clip này thì bên em Miêu thực hiện giới thiệu tới anh em về cặp loa JBL JGX145. Đây là phân khúc của loa JBL Mỹ bãi, sở hữu bát 40 một chép kẹt. Với đôi loa này thì nói chung về giá thành rất là hợp lý để cho quý khán giả và anh em đầu tư ở mức độ chơi gia đình. Và đặc biệt là chất âm của cặp loa này thể hiện khá tốt bởi giải bát sâu và giải chép tuyệt vời luôn. Nghe hát ok, mềm mại và sâu lắng luôn. Và đặc biệt sở hữu bát 40 anh em biết rồi. Với công suất của loa thì đạt từ 250W đến 500W trên một chiếc loa. Nên là sở hữu một công suất cũng giữ và mạnh cho anh em chơi được phòng diện tích rộng khoảng vài ba chục vuông, 3 đến 40 m2 cho không gian gia đình. Ngày hôm nay bên em thì Miu cũng vừa về một cặp tuyển chọn kỹ, xin phép tiếp thị giới thiệu tới anh em, cũng đồng thời lên một cái combo đủ bộ, đồng thời báo giá và sẽ cho anh em nghe về chất âm của cặp loa này. Thì với cặp loa JGX145 này tại Hiền Miu đang có giá 14.500.000 đồng, con súp giá 5.500.000, cục đẩy công suất JBL có giá 6.000.000, một vang số và một bộ mic là hai thứ là 8.000.000. Thì xin phép tiếp thị giới thiệu tới anh em về combo này, mời anh em thẩm âm và nghe nhạc. Mức giá của combo này ngoài 30.000.000 đồng thì anh em chơi với độ bền cao và chất âm tuyệt vời luôn. Và trong suốt thời gian qua rất nhiều anh em tìm mua về cặp JGX145 này, thì các bác nào mà đang tìm mua thì liên hệ sớm vì cũng chỉ có duy nhất một cặp thôi. Hàng này bây giờ về hàng rất là khó, ít có hàng. Và cặp tuyển chọn này bên em Miu cũng xin phép test nhạc để cho anh em nghe. Và anh em nghe một đoạn nhạc vàng Zumba. Combo này em Miu thêm một chút để cho nó dài dặn công thức hơn. Ok, để anh em thẩm âm về cái hệ thống combo. Vừa nghe nhạc và vừa hết kết hợp karaoke đấy. Xin gửi tặng anh em một ca khúc được mang tên Xót Xa. Vang số thì thực sự là chưa chỉnh, căn chỉnh cái là hát thử thôi. Còn bác nào mua thì em sẽ căn chỉnh kỹ. Thank you.
lòng buồn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là ca ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chặt cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, tình như chiếc lá rớt rồng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Với các bạn thấy tiếng mic nó rất là ấm mà chung rồi. Đặc biệt sấy các bạn 40 đấy anh em, hát ra thoải mái, độ bền cao anh em nhá. Anh em bỏ mức độ đầu tư bộ này ngoài 30 triệu, hay bền, hay đẹp, sang trọng, bền bỉ, chất âm mềm mại, sâu lắng. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hãy tìm quên đi. Từ khi em lỡ gấp bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu chắp cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em ở video clip sau. Mọi thông tin mua sắm về sản phẩm thì em đã báo giá rồi, bạn nào đầu tư thì liên hệ qua hai số máy em đặt trên tiêu đề.